Hôm nay cùng vào bếp với Trang để làm món phở gà nha. Làm món phở gà thì Trang có một con gà đông lạnh khoảng 1,5 kg. Gà này là gà ta. Ở đây Trang có một dĩa xương ống heo khoảng 600 g. Trang xài khoảng 2 muỗng canh bột mì, loại nào cũng được hết. Trang cho khoảng 3 muỗng canh nước bình thường với lại 1 muỗng cà phê muối vào, Trang khuấy cho nó lỏng lỏng ra. Để một hồi Trang sơ chế cái xương với lại gà cho nó sạch. Rồi, đây là cái thành phần để mà mình nấu cái nước lèo. Thì đây Trang có hành ba rô, hành tây ngọt, rồi hành lá. Rồi, ở đây là cọng ngò. Nếu mà bạn nào có rễ ngò thì mình rửa sạch, mình xài thì nó thơm ngon hơn. Nhưng mà do ở Mỹ thì có lúc có, lúc không, cho nên Trang không có, hôm nay Trang không có xài. Rồi, đây Trang có 3 cái lá chanh. Rồi, gừng. Ở đây Trang có cái gói gia vị nấu phở. Cái này mẹ Trang gửi từ bên Việt Nam qua. Nếu mà bạn nào không có hiệu này thì mình có thể mua cái hiệu khác. Thì mua được ở chợ Việt Nam, chợ Tàu hoặc là chợ Hàn Quốc. Ở đây là cái túi gia vị để mình để mấy cái đồ gia vị vô đây để cho cái nước lèo của mình nó trong. Rồi ha. Rồi. Đây là cái thành phần để mình nêm nếm gia vị để mình nêm nếm. Thì Trang xài nước mắm, Trang có muối, Trang có bột nêm gà. Đây là 2 lon nước dùng gà. Rồi, ở đây là đường phèn. Ở đây là cái cục nêm phở gà ở bên Việt Nam nhập qua bên Mỹ. Thì Trang xài cái này Trang cũng thấy nó thơm ngon hơn. Thứ nhất, cái thứ hai là mình cũng xài hàng của Việt Nam của mình để cho mình cũng ủng hộ ha. Ở đây là hành lá ngò với lại hành tây, để một hồi mình sắc chung với nhau. Đấy, khi mà cái tô phở hoàn thành thì mình rắc lên mặt cho nó thêm phần thơm ngon. Rồi, tất cả các nguyên liệu có sẵn rồi. Thì bây giờ Trang đi sơ chế gà, sơ chế xương. Xong rồi Trang sẽ quay trở lại. Rồi mình làm, mình nấu như thế nào. Đây là xương sau khi Trang đã rửa sạch. Với lại bột mì pha với muối. Thì Trang rửa nó bằng cách là Trang pha bột mì, nước với lại muối. Rồi Trang ngâm ngập mặt luôn khoảng chừng 20 phút. Sau 20 phút thì Trang xả lại bằng nước sạch. Trang được cái xương vậy ha. Rồi đây là con gà sau Trang cũng đã rửa sạch qua cái bột mì. Rồi nhưng mà gà thì mình không có cần phải ngâm, mình chà sát trong ngoài xong rồi mình xả với cái nồi nước á cho nó sạch là mình được con gà sạch giống vậy ha. Rồi đây là các cái thành phần mà hồi nãy Trang giới thiệu để mình nấu nước lèo á, thì Trang cắt cho nó nhỏ ra. Tại vì gà mà mình nấu nó cũng có lâu giống như phở bò, cho nên mình cắt nhỏ ra như vậy thì cho nó ra cái nguyên liệu cho nó nhanh hơn. Đó, hành này mình cũng phải đập dập ha. Rồi ngò mình cũng đập dập. Còn cái lá chanh á, đây là cái lá chanh, còn ở đây là cái cọng của cái trong cái lá chanh nè. Là mình tước, mình bỏ cái cọng này đi. Tại cái cọng này bỏ vô là nó sẽ bị đắng á ha. Mình để cho cả nhà coi thôi. Đó, rồi mình xài là mình chỉ xài cái lá thôi chứ mình không có xài. Ở đây là 3 cái lá chanh. Đó, đây, đây. À, đây là Trang bỏ cái cọng đi. Trang bỏ cái cọng đi ha. Đó, thì gừng này một hồi á là Trang sẽ lấy một tí xíu dầu ăn rồi Trang xào lên cho nó thơm thôi, Trang không có cần phải nướng. Mình xào lên nó thơm thì nó ngon hơn. Mình nướng nhiều khi nó khét, còn mình xào nó có cái mùi nó thơm lên là mình có thể nấu được rồi, mà nó nhanh nữa. Rồi bây giờ là xương nè, bây giờ mình phải đi qua mình trộn xương. Đây là cái nồi
Đây là cái nồi nước. Nước sôi chan bát lên ha. Rồi chan đã bỏ khoảng một muỗng canh muối biển vô đây rồi. Rồi, bây giờ chan bỏ thêm một ít gừng, gừng đập dập ha. Gừng này là chan sắc nhưng mà cũng là đập dập rồi. Gừng cho một cọng hành lá, một chút xíu hành tây vô. Đó. Rồi nó sôi lên là mình bỏ xương vô, mình trụng khoảng chừng 20 phút luôn á, để cho cái xương ở trong này nè, là cái tủy trong này nó chín luôn, cái xương mà máu ở trong cái xương này nó cũng chín luôn, thì nó không còn máu chảy ra nữa đó, thì cái nồi nước lèo của mình nó mới là trong, nó không có lợn cợn. Còn nếu như mà mình trụng xương mà sơ á, mà nó chưa có đủ cái độ chín thẻ thẳng cái máu ở trong này á, là hồi mình nấu cái nồi nước lèo của mình nó đục, nó không có ngon. Nước sôi cho thả xương vô, nhưng mà mình để lửa cho nó sôi luôn, đừng có đậy nắp. Rồi chờ nó sôi lên mình cũng hớt bọt đâu đó cho nó sạch sẽ. Đây là mình xào nè, mình xào hành nè, đó, nó hơi xém xém như vậy thôi, xào được. Mình xào hành, gừng. Quần này mình lấy khoảng chừng 60g thôi. Mình cũng xào cái lửa nhỏ nhỏ thôi, lửa medium thôi, lửa medium vừa vừa thôi cho nó khét ha. Đi xào đó, nước nó đục nhưng mà mình cứ để cho nó sôi nhiều như vậy nè, để cho nó tống hết mấy cái máu chất dơ của xương nó đi ra. Cái này là Trang trụng khoảng được 10 phút rồi đó. Bây giờ Trang cho khoảng chừng một muỗng chanh rượu vô, chanh rượu nấu ăn á, đừng cho rượu sớm quá, cho khoảng 10 phút sau mình bắt đầu mình cho rượu vô. Đây là rượu nấu ăn ha, để cho nó bay bớt cái mùi tanh của xương nữa. Là một phần ở trong này rồi một phần ở ngoài đây nữa nè, nó dơ vậy. Nếu mà mình không trụng xương là cái nồi nước lèo của mình nó dơ dữ lắm, không có ngon. Xương đừng có sợ, nó không có ra hết chất, nó ra hết chất ngọt cái này. Bởi vì trong nước á, mình bỏ muối á, làm một muỗng canh đầy dung luôn á, muỗng canh ăn phở muối biển luôn á, cho nên cái nước này nó mặn, thì cái xương mình nó chỉ ra được cái chất dơ thôi, chứ còn nó không có ra cái chất ngọt của xương đâu. Rồi một hồi như vậy, rồi xong rồi mình còn phải xả nước lạnh một lần nữa, rửa cho nó thiệt sạch ở trong tủy nữa rồi bắt đầu mới nấu. Đây là gừng. Sao? Đó, nó hơi xém xém mặt rồi được rồi. Để mình nấu cái phở gà đó, là cái thời gian cái nấu của mình nó ngắn hơn là cái xương bò, cho nên cái này mình cắt nhỏ ra để cái mấy cái chất, mấy cái mùi, mấy cái chất ngọt của rau củ nè nó ra nhanh hơn. Còn nếu mình nấu bò thì mình chỉ cần nướng cũng được, không có cần phải xào giống như này đâu. Mình muốn tại vì cái bò đó là mình để cái rau củ mình bự hơn, thì cái thời gian ninh của mình nó lâu hơn. Mình nó bắt cái mùi thơm lên nè, nó xém mặt rồi.
để lửa vừa vừa thôi, thôi nó khét, nó khét thì cái nước của mình nó sẽ bị đắng. À, giờ nó xém xém mặt hết vậy là được. Cắt lửa đi. Chanh này là ngồi chanh để riêng, chanh bỏ chung với lại cái gói gia vị nấu phở chứ chanh không có để chung với lại cái gọi này, gừng này cũng còn dư, bây giờ chanh làm hơi nhiều thôi, chanh không có cần phải bỏ nhiều gừng quá. Xong rồi, bây giờ cái con gà này chanh ướt đó, tha cái gia vị lên, tha gia vị lên này, chà khác, đừng có bỏ muối, mình bỏ muối vô á là con gà nó chảy cái nước ngọt ra. Chàng phải quay phim nữa cho nên nó hơi khó một chút, chỉ khó coi một chút các bạn. Cái gà ở đây á, là gà đông lạnh cho nên nè, cái da nè, cái da của con gà giống vậy, mình có thể mình thọt cái tay của mình vô, bỏ gia vị vô mà chàng, tại vì nó là gà đông lạnh nên mình hơi kỹ một chút xíu vậy thì mình ăn nó cái mùi của cái nước ngọt nó mới có, không nó không có giống như ở Việt Nam mình là gà tươi. Ở đây Trang cũng khó đi mua gà tươi, ở cái bang Trang thì ăn khó có gà tươi, gà tươi loại gà Mỹ nó không có ngon, nó tanh, không có ngon bằng cái gà đi bộ ha. Gà này thấy cái da gà nó mỏng như sợ, nó không có, nó không có mỏng ngon. Mình lau khô vậy chứ mà nó vẫn còn nước đó, nó không phải là không đâu. Nhưng mà chấm vào tha vô trong bụng nó nè. Nhưng mà ở trong cái con gà mình á, nó có hai cái phổi hay cái cọc của nó ngay chỗ này nè. Đó, chỗ này nè, khi mà mình rửa là nó có một cái miếng giống như nó bầm bầm á, là mình phải lấy cái đó ra nha, nó là cái cuốn phổi cái gì của nó đó, mình phải lấy ra chứ không nó tanh lắm á. Mình có rửa sạch cỡ nào, rửa sạch mà mình không lấy cái hai cái này ra đó là nó sẽ tanh lắm á. Nó là giống như cái thận hay cái gì của nó đó. Cái khác trong khác ngoài này nè, cái con gà mình nó mới ngon. Bây giờ Trang lấy một ít gừng ở đây ha, ít gừng ở đây Trang nhét vô trong cái bụng đó. Mình Trang làm mình Trang quay phim luôn nữa, nó hơi khó một chút, mấy bạn chưa khó coi nha. Đó, mình nhét vô đây tí xíu nè. Do hồi nãy Trang có miếng tiêu trong này nên nó ok, không cần tiêu hộp, chút là mình bỏ tiêu hộp vô cái gói đó đúng vậy. Rồi một hồi á, Trang sẽ lấy cái cây ghim, Trang ghim cái bụng nó lại để cho nó, chứ đừng có rớt cái gia vị mấy cái rau củ mà mình nhét vô trong bụng nó ra ha. Lúc Trang chút Trang sẽ lấy cái cây Trang ghim vô vậy, để mình Trang quay phim cho nên nó hơi khó đây các bạn thấy, mà một hồi Trang sẽ lấy cái cây Trang ghim ở đây ha. Đó. Rồi con gà mình ướp xong rồi thì mình để ở đây khoảng
15-20 phút đi, chờ cái xương của nó mình trộn 20 phút xong mình rửa lại bằng nước sạch, là tủy ở trong này mình cũng rửa thiệt là sạch hết rồi nha. Đó là mình được cái thành phẩm giống vậy để chuẩn bị đi nấu nước lèo. Rồi đây là cái thành phần để nấu với lại nước lèo, thì Trang bỏ vô trong hai bịch, nhưng mà khi đi nấu mình chỉ nấu trước một bịch thôi. Còn ở đây là cái gói gia vị nấu phở với lại lá chanh là Trang sẽ nói sao, bây giờ là không có nấu chung với lại nước lèo lúc này. Bây giờ mình đi qua đây. Rồi bắt đầu mình nấu ha. Đây là 3 lít nước lạnh, nước bình thường á. Nhưng mà bây giờ Trang bật lửa lớn nè. Rồi Trang để cái nước, để xương vô trong lúc mà nước nó còn nguội nha, cái nước nó mới trong được. Rồi, chỉ là nước lạnh không thôi, chưa bỏ gì vô hết á. Để chờ cho nó sôi lên, vớt bọt xong rồi mình nêm nếm sao, mình quay lại sau. Sau khi mà Trang nhồi nó vô giống như hồi nãy rồi ha. Rồi bây giờ có người quay phim rồi đó. Giờ Trang muốn bắt đầu chỗ nó là Trang lấy cái cây này là để xỏ thịt á. Giờ mình mai nó lại. Để cho mấy cái gia vị này nó đừng có chạy ra đó. Mình cắm sao cũng được, miễn sao nó đừng có. Cái gia vị thơm đó ha. Để mình xào, mà mình xào với chút xíu dầu á. Cái này nó hơi nhọn nè, cho nên mình đẩy cái này lên, mình bẻ cái này đi. Dầu gà thấy tội quá. Vậy ở đây á, mình cũng không có xài gà, đại khái là gà sống á. Mình không có xài gà sống, mình chỉ xài gà đông lạnh thôi. Gà sống mà em không nói, em cứ nói gà tươi, gà tươi không, gà tươi là... Đó. Nó sẽ khéo hay không? Lấy cây đập để đứt hết gà hết luôn. Tại vì người ta cắt á, nó banh chành hết rồi, nó đâu như mình khoét á. Nếu mà ở Việt Nam á, người ta làm gà là cho chỉ khoét cái lỗ nhỏ xíu vậy thôi, người ta rút ra hết thì nó kín. Còn này nó cắt da, nó cắt cái tù lưa hết mà. Ở đây thì nó cũng kín, nó không có ra được. Ok. Rồi, vậy đi. Con gà chọn qua này đi. Người ta những cái cánh, nếu mà cái cánh mình tràn qua vậy chắc mình cũng phải có cái chân đó mình mới ở vậy đi. chút mình thả nó vô nước, mình kẹp nó lại, mình thả nó vô là nước nó nóng là nó phải làm cho mình cỏ thôi. Khi mà nước trong nồi sôi rồi mình kiếp nhớ bọt ha, mình nhẫn lưỡi lớn nha, nước bọt. Trang hấp bọt rồi là được 20 phút rồi đó. Cái nước lèo mình nè, trụng xương nó sạch thì nó không có một cái lợn cợn nào ha. Rồi bây giờ Trang muốn bỏ con gà này vô, thì trước khi Trang bỏ con gà này vô thì giờ là hai lon nước dùng gà ha. À, nó nước dùng mà nó trong như vậy thì mình xài, còn nếu mà nó đục giống như nước lèo gà mà làm theo công thức của Mỹ á, là nó đục ngầu á, là mình không có bỏ vô được, cái nồi nước nó không ngon nha. À, cái nước này nó trong giống như nước lèo mình nấu vậy đó. Rồi Trang bỏ hai lon nước lèo này vô để cho cái nước này nó nguội bớt để Trang mới thả con gà này vô được. Rồi ha, Trang nêm thêm hai cục gia vị phở gà.
Nhưng mà cái nước này á, là Trang muốn cái nước này nó sẽ lạt đi nha. Cái nước này nó lạt chứ cái nước này nó không có mặn. Mình nêm trước như vậy thôi. Thì con gà mình đã có gia vị sẵn trong này rồi. Thì cái nước nó lạt á, thì cái cục xương này, cục xương mà xương heo á, nó mới ra được ở trong nước. Còn cái nước lèo mà nó mặn á, là cái xương này mình nấu hoài nó cũng vẫn không ra được nước ngọt. Mình muốn cái nước nó lạt để cái xương nó ra được cái chất ngọt của xương. Nhưng mà khi mình nấu phở gà đó, mà mình thử có cái xương heo vô với lại cái nước gà đó, thì cái nước của gà lèo của mình á, nó sẽ ngọt mà nó kiểu ngọt thanh đó. Chàng thử bẻ này rồi thôi. Nó giờ rồi nó có cong không? Nó không có cái chân. Ok, anh quay cái nước nè. Cái nước là nó không có sôi nha, sôi mới thả gà vô được nha. Ok đó, tổng cộng cái lượng nước ở trong này là 5 lít nước á. Rồi, bây giờ mình bật lửa lớn lên chút cho nó sôi lên. Lúc mình thả con gà vô á thì mình không có để nước lên, nước nó sôi bùng. Rồi nên để cho nó bắt đầu nó sôi từ từ lại nè. Rồi nó sôi xong ha, mình vớt bọt. Vớt bọt xong mình lấy cái nắp này nè, tại vì cái nước này nó sạch lắm rồi nè. Nên mình đậy nắp nó cũng không có bị đục đâu. Vớt bọt sạch sẽ. Rồi cái mình hạ lửa xuống khoảng chừng số 2 hả, là coi như cái lò của Trang số 9 á, Trang cho hạ lửa xuống số 2 sau khi Trang hớt bọt rồi xong rồi đó. Nó sôi tim vậy nè. Đó, Trang để khoảng 20 phút, sau 20 phút Trang tắt lửa. Rồi nha, cái bọt nó bắt đầu nó gom qua một bên này nha. Mình bắt đầu mình dặn lửa nhẹ xuống. Nó sôi quá là nó nhào hết cái bọt này xuống luôn rồi, coi như không biết cái được. Đó, mình cầm vậy đó, mình dắt lại chút xíu là cái nước nó sập ra, ghê không? Này, nước nó trong nè. Nước này nó trong không một lợn cợ nào hết á. Sạch rồi đó. Không có chút xíu mỡ nào. Đây, bỏ một gói này vô. Nó lấy cái mùi thịt. Trang không bỏ hai gói một lúc, tại vì trong cái quá trình mình nấu á, mình bỏ hết cái mùi này vô mà mình nấu nó lâu quá đó. Rồi đến lúc bây giờ cuối mà cái nước lèo của mình đó, nó hết còn mùi luôn. Cho nên mình chỉ để đủ một gói thôi, để cho con gà này nó thơm thôi. Còn cái này mình cắt khi nào mình gần ăn mình mới bỏ vô chén. Rồi về ha, rồi Trang vớt thêm miếng nữa đi. Nhưng mà mình cũng chừa lại tí xí mỡ gà vậy cho nó thơm. Chứ mình vớt hết mỡ rồi thì cái nồi gà của mình nó cũng không có thơm nữa. Đó, vậy ha. Rồi, bây giờ đậy nắp lại. Cặn lửa nhỏ xuống, hai. Thứ hai ha. Làm sao mà nó sôi cứ tim vậy thôi. Lâu lâu mình để ý mình coi, nếu mà nó sôi quá cái này á là mình nói tiếp tục mình hạ xuống nữa. Miễn sao là nó chỉ tim chút vậy thôi. Ha. Ngày, đậy ngày 10 phút tắt lửa. Khoảng chừng 15 phút sau mình lại tắt lửa, mà mình phải đậy cái nắp này lại luôn nha, mình đừng có dở ra. Tắt thì tắt thôi, đừng có dở ra. 15 phút mình lại mình kiểm tra coi con gà nó chín chưa. Chín thì mình lấy ra. Rồi giờ để im vậy ha, 10 phút sau rồi tắt lửa đó. Rồi đây là con gà sau khi nó được nửa tiếng đồng hồ. Sống cây đũa qua mà nó sọt qua được nè. Rút ra có cái nước trong nó chảy ra là con gà nó chín rồi. Rồi.
Rồi mới tá lạnh ha. Dạ, để cho nó nguội. Cho con gà nó nguội rồi mình vớt ra mình để ráo thôi. Nồi nước này giờ nó vẫn còn xương ở trong này nè. Xương là nó chín thôi chứ nó chưa có mềm. Bây giờ mình muốn xương cho nó ra nước ngọt nữa, mình để 2 tiếng đồng hồ nữa. Để nước vậy thôi, để nước bây giờ mình để cho nó sôi lại. Sôi lại mình vớt bọt vào nữa. Nhưng mà khoảng 2 tiếng là cũng ok. Mình vớt nè. Rất sạch bọt xong rồi mình dặn lửa nhỏ này. Chưa có nêm gì hết á, cứ để yên vậy cho nước nha. Xương nó ra, nó xương. Rồi nó sôi quá mình dặn lửa mình đã nhỏ lại chút. Cái nồi này á là nó dày, cho nên cái con gà đó mình tắt lửa nó vẫn chín. Còn nếu mà ai mà có cái nồi nó không có được dày á là mình chỉ là dặn lửa nhỏ xíu thôi chứ không có tắt được, tắt nó không có chín. Lửa nhỏ thì khoảng chừng 40 phút luôn á, tại nó là gà ta mà. Gà Mỹ thì nó mau chín lắm. Lại nước nó cũng còn trong nữa ha. Nước trong á. Mình vớt bọt rồi đi. Mình làm kỹ vậy mình nấu cái xương heo nhưng mà nó cũng không có mỡ màng tùm lum hết á. Không có mỡ. Mình làm sạch rồi nó không có mỡ. Rồi cái nước lèo nó trong đó. Đây. Mình để đây, à, mình dặn lửa nhỏ chút xíu thôi ha. Từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ nữa à, mình có nồi sắt. Rồi bây giờ mình đi cân gia vị để mình nêm vô cái lò nước lèo phở ha. Đây là cái gói, mình còn lại một cái gói thành phần để mình nêm vô cái nước lèo nè. Đó, mình nêm lần thứ hai. Rồi đây là gói gia vị nấu phở trang cắt ra, nghĩa là mọi thứ đây thì thành phần người ta đã ghi ở ngoài cái bao bì đó. Đây là lá chanh. Rồi ở đây Trang có bột nêm gà là 40 gram, Trang có muối là 35 gram, Trang xài muối hồng, hoặc không có muối hồng thì mình xài muối biển thì cũng 35 gram. Đây là đường phèn là 70 gram. Thường thì cái lượng đường sẽ gấp đôi cái lượng muối. Đây là nước mắm, là Trang xài 1 muỗng canh nước mắm. Mình xài cái loại nước mắm này là ngon, nó có 40 độ đạm, cũng là Việt Nam mình nhập qua. À, đây là cái túi để mình đựng cái gia vị. Bắt đầu mình đi qua bên cái nồi này. Đây là cái nồi nước lèo, Trang vớt xương ra rồi nè. Thì Trang ninh nó được khoảng 4 tiếng đồng hồ để Trang có thời gian, thì Trang ninh 4 tiếng. Còn người nào không có thời gian thì mình từ 2 đến 3 tiếng là được rồi. Trang lấy ra
xong rồi mình cũng được cho nó xong hết mọi thứ thì nước lèo nó trong như vậy ha. Rồi mình bắt đầu nấu cho nó sôi lên, rồi mình cũng hớt bọt cũng giống như lúc đầu á, cho nó trong hết sạch sẽ vậy. Đó, nó trong không á. Rồi bây giờ mình bỏ thêm cái mùi này vô cái túi này vô một lần nữa, là cái túi này bắt đầu mình mới có cái mùi nè. À, do cái nồi nước lèo này của Trang á, là Trang đã có cái cục bột nêm như lúc Trang nói lúc đầu, thì Trang đã nêm cái cục bột nêm đó vô đây rồi, với lại hai lon nước dùng gà trong này, cho nên cái nguyên liệu này á Trang sẽ nêm chỉ một nửa thôi. Còn cái nguyên liệu, còn nếu mà bạn nào mà chỉ nấu bằng nước lạnh với xương không có cái cục bột nêm đó thì hoàn toàn mình bỏ hết cái lượng này vô. Rồi mình, rồi tùy vào cái gia đình rồi bắt đầu mình nêm tiếp. Tùy vào cái gia đình mình thích là mặn hay ngọt hay gì thì mình lại thêm ha. Rồi bây giờ Trang chỉ nêm một nửa vô thôi. Trang nêm thử rồi mình nếm lại coi. Chỉ một nửa thôi. Chờ cho cái đường phèn nó tan ra rồi bắt đầu mình nêm, nên mình coi coi nó mặn ngọt, sau đó mình nêm lại. Rồi trong lúc mình chờ cái nồi nước lèo này sôi thì mình đi rang cái nha vị mùi nó phở ha. Đây cái chảo, Trang bỏ khoảng chừng nửa muỗng cà phê dầu ăn vô đây cho nó nóng cái chảo, xong rồi Trang rang. Nó nóng cái chảo rồi ha, Trang rang sơ. Mình để lửa nhỏ nhỏ thôi nha, đừng có lớn quá nó khét á. Mình có một tí xíu dầu ăn này mình rang cho nó thơm hơn là mình rang khô. Cái nồi này mình nêm gia vị vô rồi bắt đầu nó cũng nổi bọt lên nữa nè. Trang cho khoảng nửa muỗng nước mắm này thôi nha. Còn mấy bạn nào mà không có nêm giống như Trang, gia vị khác giống như Trang thì cứ nêm hết vô. Rồi đây là cái nồi nước lèo xong. Cái gia vị này mình rang lên cho nó thơm. Lửa nhỏ nhỏ xuống. Mình rang lên mà chừng nào mình nghe nó bốc cái mùi thơm của gia vị lên là mình luôn. Còn cái gói gia vị này Trang thích là ở đây nè, nó có cái trần bì nè, hay là cái vỏ chanh đó, thì mình nấu với gà nó hợp. Ở đây mình không có mua được cái vỏ chanh thì chút mình xài cái lá chanh mình bỏ thêm vô trong cái này thì nó cũng vẫn có cái mùi thơm thôi. Thơm chị nào mình nghe nó bốc cái mùi thơm lên. Còn cái cục thảo quả, đây là thảo quả ha, mình rang lên vậy. Rồi một hồi á mình lấy cái búa hay cái gì đó mình đập cái búa mà mình đập đúng
mà dần thịt á, đập cho nó tan ra, nó bể ra đó là nó mới thơm được. Ở đây chờ cho nó xào được 5 phút rồi thì mình nghe được cái mùi thơm nó bốc lên rồi, giờ mình tắt lửa rồi. Cái nồi này mình cũng vớt bọt, mọi thứ cũng xong rồi. Bây giờ mình đậy nắp lại. Mình đậy nắp lại nha, để cho cái mùi nó đừng có bay ra ngoài. Rồi đồng thời mình cũng dặn lửa thiệt là nhỏ luôn, lô luôn á, cho nó từ từ nó tan. Rồi, như vậy xong. Mình ăn xong rồi, giờ mình đi qua đây. À, cái cục thảo quả đâu. Cái này là cái giấy cái này là cái đồ đập ha. Để nhẹ thôi. Đập cho nó bể, nó nứt ra một chút thôi. Đây là cái lá chanh. Cái lá chanh ở đây. Cái chỏ này nó đang nóng nóng nè. Cái chỏ này nó dày lắm rồi, nó vẫn còn nóng á. Cái lá chanh bỏ vô nó khô khô lên, nó thơm lắm. Đây là mình được cái túi rồi, bây giờ mình đã bỏ vô trong cái nồi nước này. Cái loại cái gia vị này là mình để trước khi mình ăn khoảng chừng 20 phút thôi, rồi mình lấy ra, mình lấy sau 20 phút mình lấy ra, mình đừng có bỏ cái này vô bỏ nha. Mình cất, ví dụ mình cất trong tủ lạnh, tại vì cái nồi này nó nhiều nước, mình không ăn một lần được. Mình cất cái người gia vị này vô đến khi nào mà mình muốn ăn nữa đó, mình lấy nước lèo ra mình hâm, thì mình lại bỏ cái gói gia vị này vô lại một lần nữa, thì nó giữ được cái mùi thơm lúc đầu với lại lúc sau cũng giống nhau thôi. Đây. Okay, nhầm cắt gà đó chị mình ăn ha. Cái đùi gà chứ. Thì nó qua giữ lạnh rồi. Bây giờ mình đi trộn bánh phở nha. Đây là bánh phở, bánh phở tươi. Ở đây Trang có 2-3 lò nước. Đây là cái lò nước sôi, Trang có tí xíu muối vô đây. Đây cũng là lò nước sôi, còn ở đây là cái thau nước lạnh nha. Rồi bây giờ mình đi trộn một tô phở thiệt thường.
trâu, một trâu phở thì thường mình cuốn cái bún nó vô trong một cái nắm tay của mình là vừa. Cầm một cái nắm tay mình cuốn cái bún này vô một nắm tay mình là một tô ha. Đây toàn là phở bịch không à, làm gì thì nó sạch. Gắp cái cầm bún mà nó đứt ra nè. Đó, nó đứt ra sơ vậy thôi. Mà mình vớt ra cái này mình trộn chắc khoảng chừng 1 phút rưỡi là được đó. Mình không có cái vợt. Không có cái vợt. Đây, ok. Nhưng mà bún mình vừa xong ha. Cho làm bún một tô thôi. Đây là cái thao nước lạnh, để liền vô cái thao nước lạnh. Vậy thì lúc mà cái này, cái nồi nước này nó nóng, mình bỏ cuộn bún vô nó nóng thì nó mềm, cái cọng bún mình nó bị không có định hình được. Bây giờ mình bỏ vô cái thao nước lạnh thì mình vớt lên vậy cho nó đó. Vậy thì cái cọng bún mình nó định hình lại nè. Giờ mình muốn nó nóng lại thì ở đây là cái nồi nước sôi nhúng vô đây. Nhúng vô đây để cái cọng bún mình nó nóng lại. Không, thấy nước nó đục không? Mọi thứ nước nó đục dữ lắm. Mà vô đây là nước nó trong lại rồi nè. Đó là cái cọng bún mình nó sạch. Cho nó tơi lên, tơi lên ha. Rồi. Thịt gà. Đây là thịt gà. Tuy là ức nhưng mà nó không có khô đâu. Đó. Thịt gà ha. Đây là hành ngò, hành tây, hành lá ngò, hành trộn lên. Tí xí nước mắm thôi nha, tí xí thôi. Tí xí nước mắm. Cái nồi này nó sôi lên, cái nồi đây là nồi nước lèo ha, trong nè. Do là mình mới vừa nấu xong thôi là mình ăn một tô thì mình xài cái nồi này. Nhưng mà khi nào mà mình, ví dụ như trưa, chiều gì đó mình lại ăn tiếp thì đừng có để hết cái nồi này. Rồi mình cứ nêm nếm cái mặt lên cho nó nóng rồi mình lại để nguội thì nó, cái nồi nước lèo mình nó sẽ không ngon. Mình nấu xong cái nồi nước lèo này, khi nào mà mình, ví dụ như mình ăn 3 hay 4 người thì mình cứ múc ra một cái nồi khác, đủ 3-4 người ăn.
À, cái lò nước lèo này thì mình để cho nó nguội rồi mình để vô trong mấy cái container hay cái hũ, cái hộp gì đó cất đi trong tủ lạnh. Bây giờ mình có làm sôi lên nè. Đây là cái hộp tiêu mà nó từ trong cái túi nó chạy ra đó. Ví dụ như ở Việt Nam mà mình có gà mà đi bộ, mà gà tươi mà nó có gà mái đó, ở trong đó nó có trứng non, trứng đỏ, trứng nhỏ đó, mình nấu gà cũng ngon lắm á. Tại vì ở Mỹ thì mình không có cái đó. Có mà khu quêu. Đây là thành phẩm phở gà của vợ Hai Lúa Bé Bự làm đây. Nhiệm vụ của mình là ăn. Phở gà. Đây có chén bò viên trong đỏ trứng, tương rau, ngò gai, hành ngò gì đầy đủ. Ok, thưởng thức thôi.